Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trần Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi xin trả lời cho một số quý vị khán thính giả trước một cái tin tức là thành phố Hồ Chí Minh sẽ có dịch vụ cho thuê xe đạp. Và dịch vụ này sẽ bắt đầu với 500 chiếc xe đạp cho thuê đầu tiên. Thì có nhiều người hỏi là cái chương trình này ở nước ngoài nó có hay không, nó có hoạt động hiệu quả hay không và nó như thế nào. Thì chúng tôi cũng xin quý vị là trả lời trong cái sự hiểu biết hạn hẹp. Thì xin thưa là cái dịch vụ mà cho thuê xe đạp thì nó cũng có từ nhiều năm về trước, thưa quý vị, ở các thành phố lớn của Hoa Kỳ thì khi đi du lịch người ta cũng thấy là có những dịch vụ cho thuê xe scooter, xe đạp, nó rất là phổ biến. Xin thưa quý vị là như vậy, là ở những cái thành phố du lịch thì việc cho thuê xe rất là đơn giản, chỉ cần đặt cọc tiền, đầy đủ giấy tờ là họ cho thuê, thậm chí cả xe hơi. Nhưng mà ở đây chắc có lẽ là mọi người muốn nói đến một cái dịch vụ là cho thuê xe tự động, tức là không có người kiểm soát. Thì ở các thành phố lớn ở Hoa Kỳ, ở Canada, thì dịch vụ đó xin thưa là chỉ có mới cỡ chừng 5 năm trở lại đây mà thôi. Thì họ để xe ngoài đường, không có ai kiểm soát hết. Và cái người mướn cần có cái thẻ tín dụng. Vâng, kế tiếp thì chúng tôi muốn giới thiệu một cái dịch vụ cũng vui là dịch vụ cho thuê mướn xe đạp ở ngoài đường, thưa quý vị, không có người giữ. Chúng tôi thấy là chỉ cần cà thẻ và sau đó là đã có đầy đủ thông tin thì cái máy nó tự động nó nhả cái khóa ở ngay cái cần của chiếc xe, tức là cái cần cổ của chiếc xe, và sau đó là có thể lấy chiếc xe đạp này mà đi đạp lòng vòng trong khu phố, thưa quý vị. Và được biết là mỗi chiếc xe đạp này nó có những cái con chip định vị vị trí, cho nên là không thể nào mà ăn cắp được, quý vị. Vì nếu mà ăn cắp hoặc là mất thì phải đền đầy đủ một cái chiếc xe đạp tương đương. Cho nên cái người mà đã thuê mướn chiếc xe đạp này họ giữ rất kỹ, thưa quý vị, để mà họ được cái giá thành mướn xe rẻ. Are you the manager here, sir? Are you the manager here? Manager? Yeah. You? No. No. Okay. Thank you. Vâng, có một khách đã lấy một chiếc xe, hai chiếc xe là, và có vẻ là ông sẽ đạp cùng với lại một người bạn nào đó. Ở cái thành phố Montreal, phố cổ của thành phố Montreal này, khu gọi là Notre Dame và Sierra, và cái đường Rue de la Commune và Vieux-Port. Thì buổi chiều rất là vui. Nói chung là nói tiếng Tây, tiếng Anh gì loạn sàng ầu lên hết. Người biết tiếng Pháp thì cứ nói tiếng Pháp, người biết tiếng Anh thì cứ nói tiếng Anh, người biết cả hai thứ tiếng thì lại càng nói càng vui. Và chúng ta thấy một cái nghệ sĩ đường phố đang đờn accordion. Chúng ta thấy là những người đạp xe đạp mướn đây. Vâng, thưa quý vị, trước mặt chúng tôi là những cái xe đạp đang cho mướn ở đây, thưa quý vị. Chúng tôi thấy là có một số xe đạp. Quý vị có thẻ tín dụng là có thể bỏ vào đây và mướn chiếc xe để mà đạp lòng vòng ngoài phố, thưa quý vị.
Thưa quý vị, đây là những cái xe đạp mà cho thuê ở ngoài đường đó, thưa quý vị. Quý vị thấy là cái xứ Canada này nó rất thoải mái. Xe đạp để ngoài đường và cho thuê theo giờ. Và đây là cái đường mà đi ra, quý vị, là đường đi ra bến cảng, thưa quý vị. Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.